Xin kính chào anh chị khách hàng. Hôm nay Giang sẽ chia sẻ đến anh chị khách hàng một căn hộ có thể nói là gọi là best seller của dự án River Panorama và hiện nay rất là khan hiếm nguồn cung đối với những khách hàng mua chuyển nhượng anh chị khách hàng nhé. Thì Giang hiện nay đang nắm trong tay là khoảng chừng 5 căn. Đây 5 căn tương ứng với 5 thẻ anh chị khách hàng nhé. Đây 5 căn của Giang tương ứng với 5 thẻ. Và Giang đang setup cho thuê chứ không có bán. Nếu anh chị nào muốn mua thì vui lòng liên hệ Giang. Giang sẽ tìm những anh chị khách hàng đang muốn bán để mà chia sẻ lại cho anh chị. Còn Giang đang cho thuê 5 căn hộ này, 64.5m2 này, 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Anh chị khách hàng nào muốn thuê thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 0914245885. Và bây giờ Giang xin mời anh chị di chuyển vào căn hộ để mình tìm hiểu về căn hộ anh chị khách hàng nhé. Thì căn này mà Giang đang chia sẻ đây là căn 3205, tầng 32, căn số 5, tháp River Panorama 2 anh chị khách hàng nhé. Thì từ ngoài bước vào thì mỗi căn hộ thì đều có một cái chuông cửa. Anh chỉ cần nhấn vào chuông cửa thì chủ căn hộ sẽ ra để mình đón mình vào. Thì bước vào trong thì trong căn hộ của chúng ta sẽ được bàn giao một cái cửa Galaxy loại thép chống cháy. Thương hiệu Galaxy là một trong những thương hiệu Galaxy cửa thép chống cháy hàng đầu của Việt Nam. Và trên cái cửa chúng ta là sẽ tích hợp và khóa gieo với 3 tính năng: khóa số, khóa từ và khóa cơ. Thì anh chị có thể sử dụng bất kỳ một trong 3 tính năng này. Bây giờ mời anh chị di chuyển vào căn hộ để mình tìm hiểu thông tin của căn hộ của chúng ta nhé. Xin mời anh chị. Khi bước vào trong căn hộ thì bên tay phải anh chị sẽ gặp ngay cái hệ thống tủ điện. Đây là hệ thống tủ điện nguồn của căn hộ của chúng ta. Thì trên đây nó sẽ tích hợp tất cả, thứ nhất là ổ điện nguồn, thứ hai là những cái hệ thống máy lạnh nè, rồi hệ thống đèn, hệ thống bếp, rồi tủ lạnh luôn. Bước đến thì sẽ có một cái công tắc điện cửa bước ra vào anh chị khách hàng nhé. Và bước tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy ngay một cái video call an ninh anh chị khách hàng nhé. Đây là video call an ninh. Video call an ninh thì thời gian cũng chia sẻ nhiều ở những cái video của những căn hộ trước rồi, thì anh chị có thể tìm hiểu qua. Bây giờ Giang xin chia sẻ sơ sơ một cái vài thông tin ha. Thì video call an ninh này sẽ kết nối đến tầng trệt và tầng hầm và tầng thượng đỉnh. Thì nó sẽ giúp cho anh chị dễ dàng thao tác mời những bạn bè khi mà đến nhà chơi, mình khỏi phải di chuyển xuống dưới mà mình sẽ thông qua video call an ninh này mình sẽ nhận dạng được cái người đó có phải bạn của mình hay không. Thì mình sẽ bấm nút accept thì họ sẽ di chuyển lên đây. Thì anh chị có thể tìm hiểu thêm những cái video mà Giang đã chia sẻ những cái căn hộ khác thì khá là chi tiết. Bây giờ Giang xin mời anh chị di chuyển theo Giang vào không gian nhà vệ sinh chung của căn hộ của chúng ta. Xin mời anh chị. Mình bước vào cái căn nhà vệ sinh chung ha. Thì khi mà anh chị bước vào, anh chị sẽ nhìn thẳng trước mặt. Đây là một cái hệ thống tủ gương soi và lavabo rửa mặt là nằm ở trước mặt khi mà mình bước từ ngoài vào luôn. Thì hệ thống tủ này Giang cũng chia sẻ khá là nhiều ở những cái căn hộ khác. Thì Giang cũng chia sẻ quay lại ha. Đây là cái hệ thống gương soi 2 trong 1, vừa là gương soi vừa là cái tủ để mình chứa tất cả những cái mỹ phẩm, những cái bàn chải đánh răng, rồi kem đánh răng, rồi những cái nhu yếu phẩm sử dụng hàng ngày của mình mà sử dụng trong cái phòng vệ sinh anh chị khách hàng nhé. Thì rất là hay khi mà chủ đầu tư họ thiết kế ra tới rất là nhiều ngăn anh chị khách hàng nhé. Đây có thêm hệ thống ngăn tủ ở đây nữa. Tổng cộng cái tủ này có 3 cánh cửa ha. Thì trên cánh cửa này thì anh chị có thể chứa rất là nhiều mỹ phẩm nè. Thì dưới hệ thống tủ này thì đây là cái bồn rửa mặt. Bồn rửa mặt này thì dưới vòi là thương hiệu Hubler và Rohe của Đức anh chị khách hàng nhé. Dưới cái bồn này thì dưới này có một cái hộp tủ nhỏ thì để anh chị chứa những cái khăn hoặc là những cái bộ trang phục mà mình sử dụng xong mình có thể để đây để mà trước khi mình đưa ra máy giặt. Thì bên tay trái mình nhìn vào á, thì chúng ta đây là cái bồn cầu ha. Còn ở đây là cái phòng tắm luôn anh chị nhé, khách hàng nhé. Thì không gian phòng tắm này rất là tuyệt vời, rất là vô cùng
Thiết kế vô cùng đẹp luôn. Và cái này họ làm âm xuống khi anh chị tắm tắm. á, nước sẽ không vấy bẩn phía ngoài, vì mình có thể thứ nhất là ở đây âm, thứ hai là mình đóng cái cửa tủ, cửa mình đóng cái cửa nhà vệ sinh lại thì mình tắm nó sẽ không chảy ra bên ngoài một tí nào luôn, một giọt cũng không có luôn anh chị khách hàng nhé. Thì trong cái nhà vệ sinh này chủ đầu tư họ cũng thiết kế một cái không gian âm để anh chị có thể để những cái chai xà bông lên đây luôn, rất là tiện lợi. Còn cái khăn thì anh chị có thể treo phía bên ngoài, thì chỗ cái bồn cầu anh chị nhìn lên là trên đầu là cái khu vực treo khăn, treo quần áo khô. Mình tắm xong thì mình bước ra ngoài mình thay, nó sẽ không có ướt đi những cái quần áo khô của mình ha. Bây giờ Giang xin mời anh chị di chuyển ra không gian phòng bếp để mình tìm hiểu không gian phòng bếp chị khách hàng nhé. Vâng, đây là khu vực không gian phòng bếp. Không gian phòng bếp này thì rất là hay chị khách hàng nhé. Thì thiết kế của không gian phòng bếp này thì chủ đầu tư An Gia họ thiết kế theo một cái chuẩn rất là tối ưu. Cái chuẩn này là chuẩn gọi là theo cái chuẩn nấu ăn của nhà hàng khách sạn. Thì với cái chuẩn nấu ăn này á, thì anh chị khi mà anh chị mua những cái nhu yếu phẩm về cái lương thực thực phẩm á, thì mình từ ngoài vào là mình sẽ gặp ngay cái tủ lạnh. Tủ lạnh sau này anh chị nhận căn hộ anh chị sẽ đặt một cái tủ lạnh ở đây, thì anh chị bước từ cửa vào anh chị bỏ những cái thực phẩm tươi sống vào cái tủ lạnh của mình, thì khi mình bỏ xong thì nó sẽ nhiễu nhão nước gì đó, thì rất là gần nhà vệ sinh, thì anh chị qua đây anh chị vệ sinh và anh chị lau chùi nó rất là tiện lợi luôn ha. Thì khi mình có thực phẩm tươi sống ở khu vực này thì mình sẽ làm theo một cái quy trình nấu ăn. Quy trình nấu ăn bây giờ mình di chuyển qua cái phần quy trình nấu ăn anh chị khách hàng nhé. Đây là cái chuẩn quy trình nấu ăn Giang xin chia sẻ. Thực phẩm tươi sống bỏ vào cái tủ lạnh đặt ở đây, thì mình mang cái thực phẩm tươi sống nó mình bỏ vào cái khu vực này, khu vực rửa ráy. Thì những cái thực phẩm mà giống như là thịt cá thì anh chị rửa ở cái bồn này. Ở đây là nó có hai cái bồn rửa. Bồn rửa bên tay trái thì để anh chị có thể rửa thịt cá, bồn rửa bên tay phải anh chị rửa rau củ quả ha, thực phẩm nó ít bẩn hơn. Thì anh chị rửa bên bồn này nó sẽ làm cho hai cái bồn nó phân phân định hẳn hoi, thì nó sẽ giúp cho cái việc vệ sinh an toàn thực phẩm của gia đình mình nó sẽ tốt hơn, đảm bảo được cái việc vệ sinh hơn. Khi mình rửa ráy xong mình đặt vào cái phần sơ chế ở đây. Đây là cái khu vực sơ chế. Mình sơ chế xong mình sẽ di chuyển cái phần thực phẩm sơ chế qua không gian nấu là cái bếp. Anh chị nấu ăn ở đây thì cái thời gian anh chị sẽ được tối ưu về cái thời gian nấu nướng cho gia đình của chúng ta. Thì khi mình nấu thì một phần nào những cái khối của thực phẩm nó sẽ đi theo, anh chị nấu cá thịt thì nó sẽ có mỡ dầu, nó sẽ đi theo cái hơi nước và nó bốc lên đây. Thì chủ đầu tư rất là tinh ý, họ lắp cho anh chị một cái hệ thống hút mùi ở đây, thì nó sẽ hút tất cả những cái mùi khô theo hơi nước nó bám vào đài vào, có thể nhà mình nó sẽ hút lên nó không bám vào nhà mình nữa. Thì trong đâu đó những cái hơi nước nó sẽ bám vào cái tường, thì cái tường này chủ đầu tư An Gia rất là tinh ý khi họ lắp đặt cho anh chị một cái kính cường lực chống bám mà nó màu tối như vậy. Thì khi nó bám vào đây và ở đây chống bám thì anh chị rất là dễ dàng lau chùi vệ sinh, anh chị chỉ cần một cái dĩa lau anh chị có thể lau quét ngang là nó sẽ sạch cái phần bám đó ha, thì sẽ đảm bảo được cái tường anh chị luôn luôn sạch sẽ và đẹp đẽ luôn cho căn hộ của chúng ta. Và cái điều Giang khá ưng ý ở trên cái hệ thống bếp này á, là chủ đầu tư An Gia họ tặng cho mình hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ bếp dưới anh chị khách hàng nhé. Hệ thống tủ bếp trên cực kỳ hay anh chị khách hàng nhé. Ở đây là hệ thống tủ đến từ thương hiệu gỗ Kata của An Cường. Thì hiện nay thương hiệu gỗ hàng đầu của Việt Nam đó là Kata. Và trên cái gỗ Kata này có cái lò xo phụ kiện nè, lò xo giảm chấn nè, đến từ thương hiệu Hubler của Đức. Đó, vừa có Đức, vừa có thương hiệu hàng đầu của Việt Nam, vừa có thương hiệu hàng đầu của Đức. Đó là Hubler trong một cái cửa tủ này. Khi anh chị đóng mạnh cửa tủ, nó sẽ không gây ra cái tiếng va đập mạnh, mà nó sẽ có cái giảm chấn, nó sẽ giảm cái tác động và nó sẽ đóng cái cửa tủ lại từ từ luôn. Anh chị nhìn thấy trên cái màn hình ha. Đó, cửa tủ đóng lại từ từ. Và cái ngăn tủ trong phía dưới này cũng vậy. Khi mà anh chị khép mạnh, nó cũng không tạo ra sự va đập. Vì trong quá trình mình đóng cửa tủ thì sơ ý mình vô tình mình đóng mạnh tay, đối với những cái tủ thông thường nó sẽ tạo ra sự va đập. Đôi khi đó nó vô tình
nó làm hư cái bộ phận lò xo của cửa tổ, hoặc là vô ý nữa anh chị có thể gây ảnh hưởng dập cái ngón tay, thường hay những cái cửa tủ nó dập ngón tay rất là nhiều, và cái trường hợp này nó sẽ từ từ nó đóng lại này, sẽ tránh được cái diện da đập cái ngón tay, nhất là các cháu nhỏ ha. Gia đình mình có cháu nhỏ thì mình sử dụng cái hệ thống tủ này rất là an toàn anh chị khách hàng nhé. Và bây giờ mình di chuyển qua không gian phòng khách anh chị khách hàng nhé. Xin mời anh chị. Vâng, đây là khu vực không gian phòng khách. Với cái thiết kế không gian phòng khách này anh chị thấy rất là rộng và tối ưu phải không anh chị ạ? À? Dạ, Giang cũng thấy là như vậy đó. Thì từ cửa chính đi vào thì bên tay phải của không gian phòng khách thì anh chị có thể đặt hệ thống bàn, tivi và học tủ ở đây, một cái kệ tủ nhỏ ở đây. Và trên này thì anh chị có thể lắp đặt cái màn hình tivi ở đây ha. Đó, thì chủ đầu tư An Gia họ thiết kế sẵn những cái phích cắm cho mình nè. Nó những cái vùng cắm để mình cắm jack điện tivi hoặc là những cái thiết bị điện tử mà anh chị cần sử dụng, loa chẳng hạn như vậy đó. Thì bên cạnh đó nó có một cái phích để mà cắm cái đường truyền hình cáp. Để anh chị nếu sử dụng truyền hình cáp, internet thì mình sử dụng cái phích đó. Thì họ đấu nối sẵn cho mình rồi. Còn bên tay trái khi mình chị bước từ cửa chính vào thì anh chị sẽ đặt cho mình hệ thống sofa, bộ bàn ghế sofa nằm ở đây. Thì mình ngồi khu vực này mình nhìn qua cái tivi, mình xem tivi mỗi buổi sáng buổi chiều ha, chiều tối. Bên cạnh đó thì ngoài hệ thống bộ sofa thì mình có một không gian di chuyển ra phía ngoài ban công rất là thoáng luôn anh chị. Đây là khu vực ban công. Bây giờ mình Giang sẽ chia sẻ cho anh chị về không gian khu vực ban công anh chị khách hàng nhé. Khu vực ban công của chúng ta là view sông cực kỳ đẹp. Những căn 64.5m² đều view sông anh chị khách hàng nhé. Bởi vì Giang nói đây là căn hộ best seller thật sự không sai. Thì cái hướng view sông của chúng ta là hướng đông bắc. Hướng đông bắc anh chị khách hàng nhé. Thì anh chị xa xa, anh chị sở hữu những căn này á, từ xa xa thì anh chị sẽ nhìn thấy được Landmark 81 nè, tòa nhà Landmark 81, thứ hai là mũi đèn đỏ Sài Gòn Peninsula, và bên kia là tỉnh Đồng Nai với một cái mảng xanh cực kỳ trong lành luôn. Với lại mình view con sông Xoài Rạp này thì nó sẽ mang lại một cái lượng oxy cực kỳ thoáng mát và rất là trong lành cho chúng ta luôn. Trong căn hộ này thì bên Giang đã lắp đặt cho anh chị cái hệ thống máy lạnh, phòng khách, hai phòng ngủ đều có máy lạnh hết. Và những cái cục nóng thì được đặt ở phần cái lam này. Đó, như anh chị thấy nè. Và bên An Gia họ rất là tinh ý khi mà họ lắp cho mình cái ổ cắm điện để anh chị đặt cái máy giặt phía bên ngoài phần cái lam này anh chị ha. Thì ở đây họ đi đấu nối sẵn đường nước luôn. Khi mình giặt xong nó sẽ đi xuống cái đường nước này luôn. Đó. Và mình có thể là ở trên cái trần mình lắp luôn cái dàn phơi để mình phơi quần áo trên này luôn ha. Phơi quần áo không mất mỹ quan anh chị khách hàng nhé. Vì cái lam này nó trắng lại, nó che lại rồi. Bây giờ mình di chuyển vào cái phòng ngủ lớn để mình tìm hiểu cái căn phòng ngủ lớn thiết kế như thế nào anh chị khách hàng nhé. Mời anh chị khách hàng. Chúng ta đã bước vào khu vực không gian phòng ngủ lớn. Thì phía bên tay phải của Giang đây nè, đây là khu vực không gian phòng ngủ. Còn bên tay trái là trong phòng ngủ của chúng ta là có thêm một cái nhà vệ sinh trong cái phòng ngủ lớn luôn. Thì căn này là căn hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Thì nhà vệ sinh được đặt ở trong căn phòng ngủ lớn anh chị khách hàng nhé. Bây giờ mình cùng xem qua cái căn phòng ngủ lớn mình bao gồm thiết kế như thế nào anh chị khách hàng nhé. Rồi mời anh chị cùng xem qua. Vâng, đây là không gian của căn phòng ngủ lớn. Thì với thiết kế và không gian này vô cùng là rộng và thoáng anh chị khách hàng nhé. Không bị bí, hoàn toàn không bị bí. Rất là tuyệt vời luôn. Giang rất là thích cái căn này. Thì bên Giang cũng lắp đặt cho anh chị một cái máy lạnh là lắp trong cái phòng ngủ. Thì nó đặt ở chỗ cửa ra vào cái phòng nhà vệ sinh ha. Thì nó sẽ phà hơi phía bên này. Thì ở đây là có một cái không gian này nè anh chị. Khi mà anh chị muốn làm việc trong cái căn phòng ngủ chúng ta, có nghĩa là mình vừa đặt cái bộ giường ngủ nè, mình vừa đặt lên một cái hệ thống bàn làm việc ở đây luôn để anh chị tận hưởng cái view. Có nghĩa là mình muốn có những cái cảm xúc trong công việc á, để mình có nhiều cái sáng tạo hơn, mình có nhiều cái kết quả tốt hơn, thì mình có thể là đặt cái bộ bàn làm việc ở đây luôn. Đó, mình làm việc ở đây, mình nhìn view bên ngoài. Và đối với những cái chị nữ á,
thì các chị nữ có thể thiết kế cho mình một cái không gian để mình, cái bàn trang điểm thì đặt ở đây đó, chị nữ thì đặt cái bàn trang điểm ở đây nè đó, vừa trang điểm có thể nhìn view sông cực kỳ đẹp, ra một cái nét đẹp tuyệt vời hơn. Dân dân nói đùa nhưng mà đó là sự thật. Bây giờ chúng ta cùng bước vào cái phòng vệ sinh trong căn phòng ngủ lớn anh chị khách hàng nhé. Thì chúng ta bước vào nhà vệ sinh là anh chị từ bên đi thẳng vào, anh chị sẽ gặp lavabo rửa mặt ha. Thì trên cái hệ thống lavabo rửa mặt mặt này á thì có lắp một cái hệ thống tủ gương soi 2 trong 1, vừa là gương soi vừa là hệ thống tủ để mình chứa tất cả những cái mỹ phẩm rồi những cái kem đánh răng, bàn chải đánh răng, để nó sẽ rất là vệ sinh. Vệ sinh trong những cái lúc mình đi nặng á thì nó sẽ có những cái mùi nó có thể nó bám vào trong những cái kem đánh răng, bàn chải đánh răng thì nó sẽ rất là mất an toàn về việc vệ sinh khăn miệng. Khi mình bỏ vào đây mình đóng lại thì nó sẽ không bay vào được anh chị khách hàng nhé, rất là kín luôn á. Thì anh chị để ý ha, thì từ nhà vệ sinh bước vào bên tay phải là có lắp đặt cho mình một cái ổ cắm với 2 giắc cắm. Đây thì cái ổ cắm này làm gì? Ổ cắm này để anh chị có thể sạc những cái thiết bị điện mà anh chị muốn sạc ở trong đây, giống như là máy sấy tóc. Khi mình cần sấy tóc, mỗi khi mình tắm xong tóc mình ướt, mình cần sấy cho nó khô lại thì mình dùng cái hệ thống phích cắm này anh chị khách hàng nhé. Kế bên cái bồn rửa mặt đó là cái bồn cầu. Bồn cầu này thì Giang cũng chia sẻ nhiều ở những video khác, thì video này Giang cũng chia sẻ lại là bồn cầu này với hai hai vùng để mà mình xả ha, vùng xả để mà đi đi tiểu nè, đi tiểu tiện, và vùng xả lớn đi đại tiện. Thì với hai vùng như vậy nó sẽ tiết kiệm rất là nhiều nước anh chị khách hàng nhé. Thì cái bồn cầu của chúng ta đến từ thương hiệu Hatler, và trên cái bồn cầu thì có lắp một cái dàn để mình máng khăn, máng quần áo khô ha. Thì kế bên cái bồn cầu chúng ta đây là cái hệ thống phòng tắm, thì lắp đặt cửa kính luôn, và trong cái phần hệ thống phòng tắm này nó âm xuống thì khi mình tắm á, nước nó sẽ không vấy bẩn ở phía bên ngoài anh chị khách hàng nhé. Đó, và nó có vòi sen và vòi tắm mưa luôn anh chị khách hàng nhé, rất là tiện lợi khi mình sử dụng luôn anh chị ạ. Bây giờ chúng ta cùng di chuyển sang căn phòng ngủ nhỏ để mình tìm hiểu căn phòng ngủ nhỏ như thế nào anh chị khách hàng nhé. Bây giờ chúng ta di chuyển qua căn phòng ngủ nhỏ nhé. Đây là không gian của căn phòng ngủ nhỏ. Thì không gian này thì nó cũng không bị bí anh chị khách hàng nhé. Vì khi bước vào căn phòng ngủ nhỏ thì bên tay trái thì từ cửa mình nhìn vào á, thì đây là một cái cửa sổ nè. Đó anh chị nhìn cho xem cái cửa sổ nè. Cái cửa sổ này thì sẽ lấy được cái gió và ánh sáng vào cái phòng ngủ nhỏ luôn. Thì căn phòng ngủ nhỏ của chúng ta sẽ không bị bí anh chị khách hàng nhé. Nó vô cùng thoáng. Đó. Thì nếu mà những lúc trời mưa thì mình phải đóng lại để tránh tình trạng nó tạt nước vào đây. Thì ở đây là một cái giếng trời thông từ trên xuống dưới luôn, thì sẽ lấy được cái gió và ánh sáng vào cái căn phòng ngủ nhỏ của chúng ta. Thì trong căn phòng ngủ nhỏ này bên Giang cũng lắp đặt cho chúng ta một cái máy lạnh luôn trong căn phòng ngủ luôn. Nếu mình không muốn mình muốn sử dụng nếu mình muốn sử dụng máy lạnh thì mình sử dụng máy lạnh, còn mình không muốn sử dụng máy lạnh mình có thể tắt máy lạnh và mình sử dụng cái cửa sổ này để mình lấy gió tự nhiên. Trong cái căn phòng ngủ nhỏ này thì chủ đầu tư An Gia cũng lắp đặt cho mình 3 ổ cắm, và mỗi ổ gồm có 2 phích cắm anh chị khách hàng nhé. Thì không gian này thì mình thiết kế được cái giường ngủ nè, và một cái hệ thống tủ ở đây luôn đó để mình chứa những vật dụng cần thiết. Vâng, vừa rồi là chúng ta đã đi qua tất cả những cái chi tiết quan trọng trong cái căn hộ 64,5 m² này. Và anh chị muốn sở hữu cho mình một căn và trở thành một cái cư dân trong một cái chung cư rất là nhiều tiện ích như River Panorama thì vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 091 424 5885. Dưới cái video này Giang cũng để những cái tiện ích, những cái video tiện ích để anh chị tìm hiểu qua tiện ích thực tế tại chung cư River Panorama như thế nào, để trước khi mình quyết định mình mua hoặc là mình thuê một căn hộ tại đây thì mình phải tham khảo chi tiết. Và những cái video của Giang là video thực tế, không còn là những cái video mang tính
chất tượng trưng nữa, mà đó là thực tế hoàn toàn luôn. Anh chị vui lòng liên hệ với Giang qua số điện thoại 091 424 5885. Giang sẽ mời anh chị đến trực tiếp dự án River Panorama để mình tìm hiểu thực tế và mình chọn ngay cho mình một căn ưng ý tại căn hộ 64.5m2. Hẹn gặp lại anh chị tại chung cư River Panorama. Xin chào anh chị.